I'm really very much excited. Because the world's most powerful. And the leaders. Và lãnh đạo và thống trị toàn bộ thị trường điện tử số. This is a dream. Đây là một giấc mơ. And we are here to make it come true. Và chúng ta ở đây để giấc mơ đấy cho thành hiện thực. And definitely we will. Và chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều đấy. There is a solid vision behind my statement. Tôi có một niềm tin. Vì sao tôi lại vững chắc như thế này? Dear friends, God is you. Everything, every achievement. Tất cả mọi thứ, tất cả những thành tựu. Every success and every failure, tất cả thành công cũng tất như là tất cả mọi thất bại, is always created at two different dimensions. Đều được tạo ra bởi hai chiều khác nhau. First of all, it's created in your mind. Thứ nhất, nó được tạo ra trong trí óc của chúng ta. The inner dimension. Đấy là cái chiều lớn, nội tâm, chiều sâu. Then you think it. Khi mà chúng ta nghĩ, plan it. Lên kế hoạch. And you work on it. Và chúng ta làm việc. That comes to physical existence. Nó sẽ trở thành một tồn tại thể. Like this mic. Ví dụ như cái micro này ha. Like the mic, the cell phone in your hands and the camera. Như là cái camera trong tay bạn, như là cái điện thoại trong tay bạn. All these devices are born in someone's mind as an idea. Tất cả những cái thiết bị này đều xuất phát ra một ý tưởng trong đầu của tôi. And now they are living realities. Và bây giờ nó đều là một cái thực thể hiện hữu ở trong tay của chúng ta trạng sở đấy. Same goes with success and failure. Tương tự với thành công và thất bại. It is born in your mind. Nó bắt đầu xuất hiện là một ý nghĩ trong đầu của chúng ta mà thôi. When you think yourself successful, nếu chúng ta nghĩ chúng ta thành công ấy, your mind starts working on project success. Thì nó sẽ bắt đầu, trí óc nó sẽ bắt đầu hoạt động trên cái dự án thành công. It's very interesting that your mind has unlimited power. Chúng ta phải hiểu điều gì ạ? Bộ óc của chúng ta sở hữu một nguồn sức mạnh vô hạn. But it doesn't have the sense of right and wrong. Nhưng mà nó không biết phân biệt thế nào là đúng, thế nào là sai. It has unlimited potential. Nó có một cái tiềm năng vô hạn. But it is a slave. It is a slave. Nó lại là một kẻ nô lệ. It is a slave to your commands. Nó là cái nô lệ của những cái suy nghĩ của chúng ta đưa ra cho nó. Slave to your orders. Nó là nô lệ cho những cái mệnh lệnh chúng ta đưa ra. I know. Most of you are a little confused right now. Tôi biết là một số người ở đây cảm thấy hơi khó hiểu. So let me make a demonstration to make it clear. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ thực tiễn để mọi người hiểu rõ hơn. This demonstration can make change your thinking patterns forever. Và cái điều gì đây nó sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ mãi mãi. It may open new avenues of success to you. Nó sẽ tạo ra những con đường thành công mới cho các bạn. So please take active part in this exercise. Nên là hãy chủ động tham gia trong cái bài tập này. This exercise is basically a test of your imagination. Đây là một cái bài kiểm tra trí tưởng tượng của mọi người. It will test how better can you think here. Nó sẽ xem là chúng ta cái khả năng mà suy nghĩ chúng ta nó cao xa bao nhiêu. So it's a test of imagination. So we will do it with closed eyes and relaxed body. Và đây là một bài kiểm tra trí tưởng tượng nên chúng ta sẽ thực hiện nó một cách. Đầu tiên chúng ta phải nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân. Please make yourself relax and close your eyes. Thư giãn bản thân và sau đây nhắm mắt của chúng ta lại. Close your eyes. Deep breathing is required. Vâng, và yêu cầu trước khi nhắm mắt thì chúng ta cần hít thở sâu. Inhale energy, positivity and success. And exhale our cancer. Nghĩ về sự tích cực, nghĩ về thành công trong tương lai của chúng ta. Keep your eyes closed. Giữ trên mắt mình nhắm chặt lại. Feel relaxed and wonderful. Cảm nhận những điều tuyệt vời đang xảy ra xung quanh chúng ta. Imagine you are sitting on a dining table. Tưởng tượng là chúng ta đang ngồi ở bàn tối. There are a plate and a knife. Đây ở đây trên đấy thì có một cái đĩa và một con dao. Hold that plate in your hands in your imagination. Cầm đĩa trong tay chúng ta, cầm cái đĩa này. Feel its weight. Đây, cảm nhận từng cái đường cong của cái đĩa này.
see what color it has. Xem là cái nghĩa này là gì. Now put that plate back on the table. Xong rồi bây giờ chúng ta để cái đĩa này vào trên bàn. Now there is a lemon on the table as well. Lemon. Bây giờ bây giờ là có một quả lemon. So please take that lemon and bring it closer to your eyes. See what color it has. Now bring it closer to your nose. And smell it. What kind of smell this lemon has? Now put that lemon back on the plate. Cut it into two pieces with knife. Dùng con dao lúc đấy. Cắt miếng chay này hai mảnh. Take one piece in your hand. Cầm một mảnh vào tay của ta. Have a closer look. Nhìn kỹ hơn. There are some fiber and seeds in it. Có những cái màu miếng chay như thế. Bring those. Bring those seeds out of the lemon. Bring those seeds out of the lemon. Hãy tách những cái hạt trong miếng chay này ra. Now smell it again. What a refreshing smell it has. Mùi của nó tươi mới như thế nào. Now squeeze that lemon in your mouth. Và bây giờ chúng ta bắt cái chai này. Touch the lemon with your tongue. Đấy. And taste it. Chai này trên nữa chúng ta thật sự là. Thế này là so many lives. Mở mắt ra thôi, mở mắt ra thôi. Very good, very So, what happened? How many of you saw the picture of lemon in their mind? Bây giờ có những người nhìn thấy hình ảnh. Tôi đã nhìn thấy chai này rồi. How many of you felt the taste of lemon? Bao nhiêu người cảm thấy cái mùi này rồi đấy bạn? Cảm ơn ạ. Thank you. Almost all of you, but why and how? All of you knew very well that there is no lemon. Tất cả chúng ta đều biết rất rõ là gì? Chẳng có chanh, chẳng có chiên ở đây cả. Nhưng mà tại sao? There was no lemon. Không có chanh chiên ở đây. But I told you your mind doesn't have sense of right and wrong. Nhưng mà áo của chúng ta nó không biết là đúng, không biết là sai. Your mind doesn't argue. Nhưng mà bộ áo của chúng ta nó sẽ không cãi nhau gì cả. It's a slave to your commands. Nó là nô lệ theo những mệnh lệnh của chúng ta. It just follows your instructions. Nó chỉ đi theo những cái chỉ định của chúng ta mà thôi. And you said there is a lemon seed. And it gives you a picture. Nếu như các bạn đây là một quả chanh thì tôi khác nó sẽ vẽ ra một cái hình ảnh quả chanh của ta. You said there is a lemon seed. Nếu chúng ta có một cái hạt ở trong quả chanh đấy. You said there is a lemon smell. Nếu như chúng ta bảo là đây có một cái mùi hương của mùi chanh này này. You said there is a lemon taste and the mouth produce saliva water. Chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang ăn quả chanh, nếm quả chanh và có chất miệng chúng ta thì chúng ta mới bỏ. Thế thế? Đúng không ạ? So, it happens in all parts of your life, even with success and with failure. Nó diễn ra với tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, kể cả với thành công và thất bại. Whatever you command, your mind follows. Chúng ta đưa ra mệnh lệnh gì, bộ não chúng ta phải đi theo. For example, you say, it's very difficult to meet new people. Ví dụ chúng ta bảo là gì? Rất là khó để tiếp cận những người mới. It's difficult to make new friends. Thì, nếu như chúng ta nói là rất khó để kiếm những người bạn mới chẳng hạn. And your mind says, yes sir. Thì bỏ ra rồi kìa, đã xem. And it will make it difficult to prove you're right. Và bộ não nó sẽ làm gì ạ? Nó sẽ chứng minh là chúng ta nói đúng. Và nó sẽ làm cho chúng ta thấy tất cả rất khó khăn. You say it is interesting and it will make it so. Nếu như chúng ta nói là ok, thật là thú vị. Your mind is a slave. It will always reply to that yes. Thì bộ não, cái nỗ lực này chúng ta sẽ làm gì? Vâng ạ. You say it's hectic to do so. Nên hectic cái này. À, nói chung là đấy là rất là khó để mà xử lý vấn đề này. And you will suffer from it. Chúng ta sẽ phải chịu điều đấy. You say it's fun and you will have fun. Nếu như là ôi làm cái này vui quá, bộ não là gì? À, làm cái này vui thật. Let me make it clear once again. Your mind is a slave. Tôi nhắc lại một lần nữa, bộ não của chúng ta chỉ đơn giản là một nô lệ thôi. It's following your instructions blindly. Nó theo chúng ta một cách mù quáng. You say it's very difficult to convince new people. Bạn bảo là rất khó để thuyết phục một người mới. You say it's difficult to make people believe in your prophecy. Chúng ta bảo chúng ta nghe nói rằng là rất khó để làm cho người mới tin vào được tiền kỹ thuật số. It's hard to move people in audience. Chúng rất khó để
camera với ông Yes. And as I said, your mind will reply, yes sir. Và một lần nữa như một lần của ông ta sẽ là gì? Dạ vâng ạ. On the other hand, còn chứ ngược lại. On the other hand, you say, nếu mà chúng ta bảo ấy, wow, it's wonderful. Really? Hay thế. It is the greatest opportunity I have ever gotten. Tôi nhắc là tôi ngược lại chứ. It's very easy. Thì theo cách dễ dàng nhất. Excite. Rất là nó sẽ thu hút mọi người. Và những người nói rằng thế thôi chứ ngã. And the great people to step in. Và thì tất cả thế giới rất là để mọi người khác tham gia vào chúng ta. And guess what the mind will say? Yes, sir. Và một lần nữa thì khi đấy có ông cho nên là gì ạ? Là tuần lại. And it will make it easy. Và tất cả thế giới này rất dễ dàng. So my dear, join this army as yours. Vậy thì các bạn của tôi ơi, whatever you command to your mind, bất kỳ cái điều là gì mà các bạn đưa đến đầu não ấy, will happen in your physical world. Nó sẽ xảy ra trong thế giới thực của bạn. Yes. If it's true, nếu như mà nó đúng ấy, then why not think big? Thì tại sao chúng ta không nghĩ lớn lên đi? Think positive. Nghĩ tích cực lên. And think successful. Và nghĩ về thành công. Yes. Let's start with a belief. Hãy bắt đầu bằng một niềm tin. We are the masters of our destiny. Chúng ta là chủ vận mệnh của chính mình. We are the makers of new economy. Chúng ta là người sáng lập ra nền kinh tế mới. We are the movers and shakers of the society. Chúng ta là người di chuyển, chúng ta là người thay đổi toàn xã hội này. We are the designers and builders of the future. Chúng ta là những người thiết kế ra tương lai. We are the future. Chúng ta là tương lai. Dear friends, as human beings, các bạn của tôi ơi, tôi cũng là người. We have given unlimited power. Nhưng chúng ta đang nhận được nguồn năng lượng vô tận. We can move mountains. Chúng ta có thể rời núi. We can conquer galaxies. Chúng ta có thể đất biển. We can fly in the air. Chúng ta có thể bay lượn vào trời đất. We can rule water and underwater as well. Chúng ta có thể sống trên mặt đất cũng như là sống dưới mặt đất cũng được. We can turn problems into solutions. Chúng ta phải biến những cái rắc rối thành giải pháp. Difficulty into opportunities. Từ những khó khăn thành cơ hội. And dream into reality. Và biến những giấc mơ thành sự thật. But nhưng unfortunately, most of us don't use this potential. Rất tiếc là đa số chúng ta không khai thác được hết tiềm năng này. That's why most of us live a life below the average. Vâng, và đấy là lý do tại sao chúng ta đa phần chúng ta sống cuộc sống trung bình thường. But luckily, you people are different. Nhưng mà rất là những bạn là gì ạ? Các bạn rất khác. You are the one who believe in yourself. Các bạn là những người tin tưởng vào bản thân mình. You are the one who is going to use their power. Các bạn là những người sẽ sử dụng cái quyền năng mà mình nhận. That's why you are leaders. Đấy là lý do các bạn chính là những người lãnh đạo. Yes, my dear, you are leaders. Các bạn của tôi là các bạn là những nhà lãnh đạo. Because you are believers. Bởi vì các bạn là những người có niềm tin. You are leaders because you are initiators. Bởi các bạn là những nhà lãnh đạo bởi vì các bạn dám làm. You are leaders because you are trendsetters. Trendsetters. Chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo bởi vì chúng ta là người tạo ra xu hướng. You are leaders because you can see the future. Chúng ta là nhà lãnh đạo bởi vì chúng ta nhìn được trước tương lai. So dear leaders, vậy thì các nhà lãnh đạo của tôi ơi, welcome to a new world. Chào mừng đến với thế giới mới. What a happiness! Không giới hạn.